Sao anh? 30 triệu à? Khô mày ơi, 30 triệu làm sao em bán cho anh được? Bếp của em là theo dõi thực, tương tác thực, tất cả mọi thứ đều là thật hết. Không 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 anh ơi, anh có tìm ở đâu không có đâu. Thôi rồi, bây em chốt với anh như này này, câu cuối cùng này, 25 triệu nhá, nếu anh lấy được thì anh lấy, không thì em bán cho người khác, cả một đống người đang chờ cái kìa. Chốt gì? Ok anh, chốt 25 triệu, em nhắn tin tài khoản luôn. Ok anh. Vâng vâng vâng. Yeah! Yeah! Cái thằng này, mày làm gì đây hả? Giật thích của mình. Chị vào đây, chị vào đây. Chị ngồi đây. Hôm nay chị thích ăn gì? Em khao. Hả? Ngồi đó. Bất cứ món gì à? Đấy, có luôn. Lợn nán 7 món. Ui dồi, 16 món trời nhá. Thôi mày. Thật á? Đấy, em đặt luôn. Này, từ từ đã chị bảo. Khai thật đi. Hôm nay trúng mánh gì đúng không? Em vừa bán được cái pet 25 triệu. Mới xây được có mấy tháng thôi. Có mỗi một cái pet thôi mà bán được 25 triệu á? Vâng. Thế hả? Chứ gì nữa. Ui giời ơi, con mạnh 25 mà triệu. Mà làm sao mà lại bán được những 25 triệu lần? Chị chả hiểu gì cả. Xây một cái pet nó vất vả lắm. Nó không đơn giản đâu. Chị cứ thử làm một cái pet xem. Một năm xem có bao nhiêu người theo dõi, có bao nhiêu lượt tương tác. Nhưng mà ý chị là làm sao mà để có được cái lượt theo dõi này, rồi cái lượng tương tác như thế được đây? Quan trọng nhất vẫn là cái content, vẫn là cái nội dung của mình đăng tải chị không? Ờ. Khán giả bây giờ họ thích những cái nội dung mang tính giật gân. Ờ. Đấy, mang tính thời sự, gây thu hút, người ta mới vào, người ta tương tác, người ta chia sẻ. Ôi giời ơi, tưởng gì? Chứ mấy cái chuyện mà hot này, giật gân này, thời sự này, nóng này là sở trường của chị nhá. Chị mà là chủ mà bớt thì cái gì chị không biết đâu. Biết thừa chị không bớt cả làng ra cho biết. Này hả? Chị bảo đây, hay là chị em mình kết hợp với nhau, xong rồi là xây dựng mấy cái trang mạng để bán kiếm tiền đi. Cũng là một ý kiến đấy. Được không? Được. Ừ. À, chị hay hóng hớt mà xây dựng là đúng đúng. Ừ, được không? Ừ. Đây này, đấy. Đang rầm rộ này. Được. Bắt cóc trẻ em này, ôi lượt tương tác cả mầm đây. Ôi trời. Ôi mấy chủ đề này là dễ ăn lắm. Thế à? Ô, chú mới trở về. Anh lên xe để chú trở về, muộn lắm rồi đây này. Anh ở đây làm cái gì? Đi. Nào tí, xe chú đây rồi. Ô, muộn bao việc của chú đây này. 100% là bắt cóc rồi. Đúng rồi. Đúng không? Người quen thì làm sao lại chống cự như kia được. Chắc chắn là bắt cóc rồi. Ui, tin nóng đây rồi. Cơ hội đây rồi. Chị để em lên xem như nào. Nhanh, chú muộn giờ lắm rồi. Nào đi nào. Nhanh yên ra đây chú đưa về. Bác đi, chú đã bao nhiêu việc đây này. Đi. Thế làm sao? Nói cái gì? Hả? Bắt cóc rồi, bắt cóc. Sao? Nhà người ta thuê xe ôm. Thế là lần đầu đến đón, con bé nó không quen. Gồm khổ, tưởng là bắt cóc. Thế là như thế nào? Là không phải bắt cóc à? Không phải. Giời ơi, thế chị ấy đăng tin mất rồi. Tin. Vừa đăng tí bao nhiêu người xem luôn đi. Thôi, chị xóa đi. Tin này tin không chính xác đâu, chị xóa đi. Thôi lỡ rồi cứ để đi, coi như là câu view câu like. Rồi đi. Đi. Đấy, lại có người xem. Trời ơi, đây, mới có mấy tiếng thôi mà cái lượt người theo dõi trang của chị lên 1 triệu rồi đây này. Thôi được chị ơi, chị tốt nhất là chị xóa ngay cái tin đi đi. Tin à, xóa là xóa thế nào? Đang vào cầu. Tin nó không chính xác, chị xóa đi. Kệ chị. Ôi, bố làm sao không? Ai, ta làm sao đấy? Ai đánh bố à? Bố bị người ta đánh. Rồi. Đánh nhá? Làm sao mà đánh? Bố được người ta thuê đi đón con ở trường học. Thế là bố đến bố đón. Cái đứa trẻ con nó thấy bố lạ, nó không theo. Thế là bố cứ bế nó lên trên xe. Thì bỗng nhiên ấy, ở trong đám đông có một người, người ta hô rằng là có người bắt cóc trẻ con. Thế là mọi người lao vào đánh bố. Rồi. Đấy. Bắt cóc trẻ con á? Có cái thông tin ở trên mạng ấy, thế là bảo là phố mình ấy có những cái đối tượng mà giả danh xe ôm chuyên đi bắt cóc trẻ con, thế là mọi người cứ thế là thay nhau vào đánh bố, tôi bố giải thích mãi cũng không được. Chị hết à?
tin đồn chị đấy nhá. Hả? Chị cứ đồn đi ầm lên bây giờ xóm mình ý. Ý dồi, ôi, thế này chết rồi. Thế hóa ra cái tin đồn thất thiệt ở trên mạng là do cô à? Ôi dồi ôi, cô Huyền ơi. Nhưng mà em biết đâu được là bác Ngư, bác Ngư. Không phải một mình tôi đâu, mà mấy ông bạn đồng nghiệp của tôi ấy là cũng bị đánh hoàn như thế đấy. Chỉ vì những cái tin đồn thất thiệt thôi. Alo. Dạ. Dạ. Công an hả? Dạ dạ. Công an. Dạ em lên ngay ạ. Dạ. Có chuyện gì thế? Công an gọi. Sao công an lại gọi chị? Lên để gặp vì cái tội tung tin đồn thất thiệt.